Tối qua 22 tháng 12, thành phố Thủ Dầu Một mở đợt cao điểm ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023. Mục tiêu chung của đợt ra quân lần này của ngành chức năng thành phố Thủ Dầu Một là bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra liên ngành từ thành phố đến các phường, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Trước đó, thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành phổ biến kế hoạch tuyên truyền vận động, hướng dẫn người sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền phổ biến cho người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Được biết, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023 và sẽ công khai những cơ sở cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.